Dạ, chào chị Ngân. Ủa, chào em à. Chị đang có gì mà chăm chú quá vậy? Trời ơi, chị đau đầu quá em ơi. Thì cũng cái vụ mà thằng bé Bon nhà chị á, anh chị thì cũng muốn tập cho cháu nó ngủ riêng á. Dạ. Mà không biết làm sao nữa. Trời, em đã nói với chị rồi là phải cho bé ngủ riêng từ xưa rồi. Mà bây giờ chị mới bắt đầu là tập cho bé ngủ riêng hả? Đó mới là cái vấn đề đau đầu của chị đó. Tại vì em biết làm sao không? Cho bé nó ngủ riêng á, mà nó không có chịu. Cứ nó khóc hoài, nó cho nó nằm ở phòng riêng rồi cái chút xíu nó cũng chạy qua phòng anh chị nằm nữa. Nghe nói em là có nhiều thông tin về kỹ năng sống này kia nọ đó, cho nên là chị mới mời em qua đây nè, nhờ em tư vấn cho chị đi. Dạ, em thì cũng chỉ biết một vài thông tin mà thôi. Tuy nhiên em biết một người có thể giúp cho chị, giúp cho cô Bon nhà mình có thể ngủ riêng một cách thật là thoải mái. Tốt quá ha, vậy thì thôi chị nhờ em đi ha. Rồi, chắc có lẽ là bây giờ em sẽ đi gặp chuyên gia ha. Cảm ơn em nhiều nha. Thưa chị Diệu Anh, chị Ngọc đang muốn cho con ngủ riêng mà gặp rất là nhiều những khó khăn. Vậy không biết là những ông bố bà mẹ của chúng ta thường thất bại là do những nguyên nhân nào? Như chúng ta thấy, nếu như cái nhà chật quá thì cái chuyện cho con ngủ riêng là một điều không thể. Nếu như nuôi một đứa trẻ nào mà dễ đau ốm thì phụ huynh rất là khó khăn để mà tách con, cho con ngủ riêng một mình. Tâm lý của phụ huynh không muốn cho con mình lớn lên. Rất nhiều phụ huynh để cho con ngủ chung với mình cho đến mười mấy tuổi. Và vô tình quên mất là trẻ phải trải qua một cái giai đoạn tiếp theo, đó là dậy thì. Như chị Diệu Anh vừa chia sẻ thì rất là nhiều những ông bố bà mẹ của chúng ta không hề yên tâm khi để cho trẻ ngủ riêng. Vậy độ tuổi nào thì trẻ có thể tự ngủ riêng được ạ? Cái việc tách con ngủ ngay từ đầu phải tùy thuộc vào bố mẹ có thoải mái hay không, và bố mẹ sẽ giải thích như thế nào khi con lớn lên. Tôi nghĩ là nếu khoảng 3 tuổi, phụ huynh có thể cho con ngủ một mình được với những đứa trẻ mà phát triển bình thường. Nhưng mà Minh Toàn thấy là rất là nhiều người thất bại cho việc cho trẻ ngủ riêng. Vậy khi chuẩn bị cho trẻ ngủ riêng thì chúng ta cần lưu ý những gì và phải làm ra sao ạ? Phụ huynh chuẩn bị cho mình một cái tâm lý đã sẵn sàng, can đảm cho con tự lớn lên, can đảm cho con tự quyết định, phải thật sự là cương quyết. Trẻ cần được phân tích là cái việc ngủ riêng sẽ có những cái lợi ích gì. Ví dụ như là căn phòng này là của riêng con có thể tự trang trí theo ý của con muốn, con có thể chuẩn bị cho con một góc học tập, con có thể tự chọn những cái hình ảnh để trang trí cái phòng. Đây là cái phòng của con, tủ quần áo của con và con tự thay quần áo trong phòng của con. Con giữ gìn cái vệ sinh về cơ thể cũng như cái sự kín đáo của mình. Và chuẩn bị cho con ngủ riêng thì chúng ta phải từng bước một. Điều đó rất là quan trọng, tránh những cái gì đột ngột cho trẻ. Như chị cũng vừa chia sẻ thì chúng ta phải chuẩn bị từng bước một để trẻ có thể hoàn toàn thích nghi với việc ngủ một mình. Vậy thì các bậc phụ huynh và cũng như là trẻ phải chuẩn bị như thế nào? Đầu tiên, bố mẹ phải chuẩn bị cho con một cái nệm hoặc một cái giường để đặt ngay trong phòng của ba mẹ, để trẻ không cảm thấy một cái sự đột ngột nào ở đây cả. Bước tiếp theo có thể sẽ là một cái màn để che lại giữa cái khoảng cách giường bố mẹ và giường của con. Trẻ cũng có thể thấy được cái sự kín đáo đó. Và bước tiếp theo nữa mới dẫn con về giới thiệu cái phòng cho con. Nếu như đối với những trẻ nào chưa sẵn sàng, bố mẹ có thể ngủ chung với con trong những đêm đầu. Nhưng mà phải giải thích trước với trẻ là bố mẹ sẽ ngủ chung với con trong 2 ngày hoặc 3 ngày. Sau khi chúng ta thỏa thuận và bố mẹ ngủ 3 ngày với con, thì bước tiếp theo nữa là phụ huynh phải giải thích với con là ngay đêm nay con sẽ ngủ riêng một mình. Lúc đó chúng ta vẫn phải giữ những cái nghi thức, những cái thủ tục như đã làm trước đây. Ví dụ như là kể chuyện cho con nghe, hai mẹ con trò chuyện và sau đó phụ huynh có thể nghe chia sẻ rất thiết thực của chị Diệu Anh ngày hôm nay. Thưa tất cả quý vị, với những chia sẻ vừa rồi thì hy vọng là tất cả quý vị đã có thêm được những kỹ năng cần thiết để giúp cho trẻ có thể tự mình ngủ riêng. Việc này sẽ mang lại những lợi ích không chỉ cho trẻ mà còn cho cả những ông bố bà mẹ nữa. Đến đây thì thời lượng dành cho một kỹ năng cuộc sống cũng xin được phép khép lại. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi những lưu ý từ chương trình nhé. Để phòng ngủ hay giường ngủ của trẻ trong tầm mắt, để giúp quản lý và nắm bắt được các hành động của bé. Trước khi ngủ thì cha mẹ nên tạo cảm giác cho trẻ cảm thấy mình luôn an toàn. Có thể đọc cho trẻ một câu chuyện trước khi bé ngủ. Đồ đạc trong phòng trẻ phải đơn giản và không có những đồ vật thiếu an toàn như các đồ vật có thể gây bỏng, gây đổ vỡ, các loại dây điện và đồ điện không an toàn.